Sư, con có một số câu hỏi sau khi thành thiền tứ niệm xứ. Khi biết câu hỏi này, con biết rằng tứ niệm xứ không phải chỉ ở oai nghi ngồi, cũng không phải chỉ là an trú hơi thở, mà tất cả bốn oai nghi và bốn đề mục. Nhưng chúng con vẫn muốn hỏi câu hỏi này để tập trung vào việc hành thiền quán niệm hơi thở ở oai nghi ngồi. Mong sư có thể giúp giải đáp tất cả các thắc mắc của con, để giúp con cũng như đồng đạo được tiến bộ trong thiền hành. Tư thế lòng bàn tay phải đặt lên tay trái, hai đầu ngón tay chạm vào nhau, có phải tư thế bắt buộc không? Trong kinh điển có ghi lại Thế Tôn yêu cầu tư thế này không? Sư chia ra từng phần ha. Đầu tiên là tư thế tay. Trong kinh Tạng không có nhắc đến chuyện là phải đặt tay như thế nào. Thành ra đó, cái tay đặt nó tương đối tự do. Tại vì quý vị yêu cầu là chỉ trả lời trong phạm vi cái tư thế ngồi thôi. Nhưng mà sư vẫn muốn nhắc nhở quý vị đó là cái tay nó không quan trọng. Thân yên và cái tâm nó yên, tâm nó sáng mới là quan trọng. Tay quý vị có thể đặt ở tay trái lên tay phải lên tay trái cũng được ha. Đặt ở đâu đó mà cái tay quý vị nó yên thôi, được rồi. Quý vị có thể đặt ở trên đùi, trên đầu gối cũng được. Nhưng mà khoanh tay lại thì không được. Tại sao? Tại khoanh tay lại thì nó ở cái trạng thái là tay nó không có được thả lỏng, nó ức chế. Mà khi quý vị để cái tay nó chừng tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ thấy cái sự bất lợi của cái việc đặt cái tay nó ở những cái vị trí nó chưa có phù hợp. Cái việc mà những cái vị thực hành á, đề nghị cái tư thế đặt tay nó xuất phát từ kinh nghiệm trải qua một thời gian lắng đọng từ đời này qua đời khác. Các vị đó trải nghiệm và thầy của các vị đó trải nghiệm, cho nên đưa ra một kinh nghiệm là khi tay đặt ở tư thế này thì hành thiền trong một thời gian dài nó sẽ thoải mái hơn. Nó chỉ đơn thuần là kinh nghiệm thôi, chứ nó không phải là cái gì được ghi trong kinh Tạng ha. Mà cái gì đã được nói là kinh nghiệm á, thì có thể tham khảo, nhưng mà không có bắt buộc. Tư thế kiết già được ghi lại trong kinh, vì sao tư thế này lại quan trọng như vậy? Nếu ngồi chưa ngồi kiết già mà chỉ ngồi được bán già thôi thì có ảnh hưởng đến chất lượng thiền hơi thở khi ngồi không? Khi sư nghiên cứu trong Tạng Luật á, thì có một đoạn như thế này. Đó là Đức Thế Tôn quy định người nữ không được ngồi kiết già. Mà nếu như người nữ không được ngồi kiết già mà vẫn có rất nhiều những vị tỳ kheo ni chứng thánh, chứng thiền, thì điều đó có nghĩa là cái tư thế ngồi kiết già nó không ảnh hưởng và không mang tính quyết định. Bởi vì rõ ràng trong Tạng Luật Đức Thế Tôn nghiêm cấm các vị tỳ kheo ngồi kiết già, bởi vì với cái đặc điểm kết cấu sinh lý của người nữ, khi ngồi kiết già tham dục nó khởi lên. Quý vị không tin thì mở Tạng Luật nhé. Trong một số trường hợp vị bị bệnh mà nếu như không được ngồi kiết già thì vị tỳ kheo ni bị bệnh, vì đó không ngồi kiết già thì vì đó không thoải mái. Trong trường hợp này Đức Thế Tôn cho phép ngồi bán già. Từ trường hợp các vị tỳ kheo ni được ghi lại trong Tạng Luật để quý vị thấy rằng cái tư thế ngồi kiết già nó hẳn nhiên là nó sẽ
hỗ trợ một phần nào đó trong cái việc hành thiền, nhưng không phải là bắt buộc. Và thậm chí trong một vài trường hợp, như trường hợp các vị tỳ kheo ni, thì lại càng không được ngồi kiết già. Nói có sách mách có chứng, không tin thì mở tạng luật là coi. Nó nằm ở trong tiểu phẩm. Đấy. Và trong cái trường hợp Đức Thế Tôn đã đề nghị các vị tỳ kheo ni như vậy và đưa hẳn ra một cái giới luật, thì sư nghĩ rằng những vị nữ cư sĩ mà thực hành tứ niệm xứ nói riêng và các phương pháp thiền nói chung cũng không nên ngồi kiết già. Có yêu mến quá thì ngồi bán già, chứ còn không nên ngồi kiết già. Bởi vì đây là lời đề nghị của Đức Thế Tôn đối với các vị tỳ kheo ni. Sư nghĩ khi sư nói cái này thì nhiều người bị sốc, bởi vì truyền thống á, thì họ ngồi kiết già quen rồi và họ tự hào với nhau là tôi ngồi kiết già được 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, và nó ăn sâu vào ở trong tiềm thức á. Cho nên khi mà mình nói là người nữ, nhất là nữ, nhất là các vị tỳ kheo ni, thì không có đề nghị ngồi kiết già thì nhiều người sẽ bị sốc. Đối với mắt, trong kinh Quán Niệm Hơi Thở có đề cập là thiền ngồi là an trú chánh niệm trước mặt. Vậy an trú chánh niệm trước mặt thì mắt để mắt ở trạng thái mở hoàn toàn, khép hờ hay hoàn toàn nhắm lại, điều này ảnh hưởng thế nào đến việc tu tập? Vì có một số trường phái thiền yêu cầu mắt khép hờ, một số lại yêu cầu nhắm mắt hoàn toàn, nhưng trong kinh Đức Phật hoàn toàn không đề cập đến điều này. Chính xác là Đức Phật không đề cập đến chuyện là mắt nhắm hay mắt mở. Cho nên cái chuyện nhắm hay mở thì nó tùy thuộc vào mỗi người. Ví dụ như trường hợp mà quý vị dễ hôn trầm á, như là trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn yêu cầu mở mắt, thậm chí là mở to mắt ra. Đó là đối với trường hợp mà cái người dễ bị hôn trầm. Nhưng mà đối với một số vị thì cái việc nhắm mắt lại, vị ấy sẽ tập trung tâm một cách tốt hơn, thì vị đó có thể nhắm mắt lại. Hoặc là trong một số trường hợp thực hành thiền chỉ, vị hành giả cần nắm lấy cái tướng, mà mình hay gọi là cái niết tá, thì khi vị đó cần nắm giữ cái niết tá một cách nó thuần thục hơn, thì vị đó sẽ cần phải nhắm mắt lại. Bởi vì như vậy đó, vị đó sẽ không có bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh xung quanh. Đấy. Cho nên là đúng là cái chuyện này không được đề cập ở trong kinh tạng ha, và tùy theo thể trạng mỗi người và tùy theo cái điều kiện thực hành mà nó sẽ có yêu cầu khác nhau. Trong kinh Niệm Xứ có ghi lại đại loại như sau: hành giả thở ra hít vào một hơi dài thì biết mình thở ra hít vào một hơi dài, hoặc thở ra hít vào một hơi ngắn biết mình thở ra hít vào một hơi ngắn. Như vậy việc quán niệm ở đây là toàn bộ hơi thở, từ tiến trình lúc nó đang ở ngoài đến lúc nó đi vào trong mình rồi lại đẩy nó ra ngoài, mình theo dõi cái luồng không khí hơi thở đó, hay mình chỉ theo dõi hành động hít ra thở vào dài hay ngắn ở nơi mũi hoặc phổi.
Cái điều này được Ngài Xá Lợi Phất đề cập trong cái gì? Phân tích đạo ha, cái phân tích đạo đó là gì? Vị hành giả khi thực hành theo dõi hơi thở, vị đó không chạy theo hơi thở và vị đó không rơi vào cái điểm xúc chạm của hơi thở, bởi vì như vậy nó sẽ làm cho định bị ô nhiễm. Cụ thể là khi mình theo dõi hơi thở không chạy theo hơi thở từ bên ngoài đi vào trong cơ thể, rồi từ trong cơ thể đi ra ngoài, như vậy là mình sẽ chạy theo sự chuyển động của hơi thở, và đó là một lỗi khiến cho hơi thở bị ô nhiễm, chính xác là khiến cho cái định bị ô nhiễm. Và khi mình theo dõi cái sự xúc chạm của hơi thở, ví dụ như sự xúc chạm của hơi thở nơi lỗ mũi hoặc sự xúc chạm hơi thở nơi một bộ phận nào đó trong cơ thể, thì khi đó mình sẽ vướng vào cái sự xúc chạm của hơi thở, và như vậy nó cũng sẽ khiến cho cái định bị ô nhiễm. Đặc điểm thể hiện rõ đó là những đối với những người theo dõi hơi thở bằng sự xúc chạm, thì cái cảm thọ nó sẽ trở nên mãnh liệt với vị này, và khi cái định tâm của vị ấy trở nên thâm sâu hơn thì cái cảm thọ đó được khuếch đại một cách lớn lao mãnh liệt hơn. Vì đó sẽ cảm giác nặng đầu hoặc nhẹ đầu, hoặc nóng ở trên hoặc nóng ở dưới, hoặc là cơ thể bồng bềnh trôi nổi, thì đó là cái lỗi của việc hành thiền hơi thở mà theo dõi dựa trên cái điểm xúc chạm của hơi thở. Do đó lời đề nghị ở đây là theo dõi hơi thở ở bên ngoài cơ thể. Quý vị chọn một cái điểm bên ngoài cơ thể mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ nói rằng đặt niệm ở trước mặt. Ở trước mặt nha, sư nhắc lại, ở trước mặt, kinh nói không có sai, ở trước mặt chứ không phải trên lỗ mũi. Nhớ giùm, đọc lại trong kinh. Ở trước mặt, thiết lập niệm ở trước mặt, theo dõi hơi thở trước mặt quý vị đó. Chứ không phải theo dõi hơi thở ở trên cái lỗ mũi của quý vị, chạm vào trong lỗ mũi quý vị hay là chạm vào phổi quý vị, mà thiết lập niệm ở trước mặt, tức là một cái đoạn ở phía trước mặt quý vị đó, cái đoạn mà hơi thở nó đi ra đi vào, theo dõi ở đó. Xin lấy ví dụ như quý vị đặt một cái khối bông gòn ở trước mặt quý vị, hít vào thở ra, hơi thở nó đi xuyên qua cái khối bông gòn đó, nhưng mà tâm của quý vị vẫn đặt ở cái vị trí khối bông gòn, thì khi đó là quý vị đang theo dõi hơi thở, và đây là cái điểm mà quý vị cần theo dõi, tức là một cái khoảng ngay trước mặt quý vị đó, thiết lập niệm ngay trước mặt quý vị nha. Và sẵn nhắc về cái chuyện thở vào dài, thở ra dài, sự nhắc cho quý vị nhớ. Cái chuyện á, mà biết cái hơi thở vào dài hay là hơi thở ra dài, nó dành cho những người có cái định thâm sâu. Mà cái định ở đây được đề nghị đó là định của tứ thiền, tức là khi hơi thở vào biết là hơi thở vào, hơi thở ra biết là hơi thở ra. Cái lời đề nghị đó là theo dõi hơi thở đạt đến tứ thiền, sau đó dùng cái định của tứ thiền theo dõi những cái đặc tánh của hơi thở, tức là hơi thở vào dài biết là thở vào dài, thở ra dài biết là thở ra dài. Thì đối với người có cái định thâm sâu á,
họ mới dễ dàng phát hiện những cái đặc tính của hơi thở, tức là hơi thở dài, hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, rồi hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn. Rồi vì ấy quyết định làm cho thanh tịnh thân hành, ta sẽ thở vào. Làm cho thanh tịnh thân hành, ta sẽ thở ra. Nhắc cho quý vị nhớ, đây là những bước tiếp theo dành cho những vị có định thâm sâu thực hành quán niệm hơi thở. Còn khi mình định mình nó yếu á, mà mình thực hành cái phương pháp của người có định thâm sâu, thì cái định của quý vị nó sẽ bị chao đảo và quý vị sẽ bối rối. Cụ thể là rất nhiều người họ sẽ bối rối khi mà biết rõ hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn. Bởi vì cái định họ quá yếu mà họ lại cố gắng thực hành phương pháp dành cho bước tiếp theo của người có định thâm sâu. Sư nói chậm và rõ từng chữ và sư mong là quý vị nghe và quý vị hiểu ha. Tùy theo mỗi người mà thực hành tứ niệm xứ ở cái cấp bậc không có giống nhau. Trước khi bắt đầu thì sư có một vài cái lời nói đó nè. Sư có cái thói quen là giải thích một cái vấn đề gì đó thì giải thích trên tinh thần là sợ người khác hiểu lầm, cho nên á, giải thích nó tương đối dài và tương đối nó rộng, nhiều thông tin. Còn giải thích một cách ngắn á, thì sẽ giải quyết được nhiều câu hỏi. Nhưng mà như vậy thì cái thông tin, một vài thông tin nó sẽ không có rõ. Và sư vẫn duy trì cái cách này, cho nên á, là cái tốc độ trả lời câu hỏi của sư tương đối chậm, bởi vì trả lời ngắn thì không có yên lòng đấy. Một số vị không có đặt câu hỏi ở đây mà gửi câu hỏi qua message, thì sư nhắc lại nha, do cái hạn chế của tin nhắn, thứ nhất là do hạn chế tin nhắn, cho nên là sư sẽ trả lời một cách ngắn gọn. Ví dụ như vị đã hỏi câu này, cái này có đúng không sư, sư sẽ trả lời một, đúng rồi, hai là cái này không có trong chánh pháp, sư không giải thích thêm. Bởi vì quý vị muốn tiện á, muốn tiện thì sư sẽ trả lời theo cách thuận tiện. Thuận tiện theo kiểu thứ nhất là ngắn gọn. Cái thứ hai là khi nào rảnh sư mới trả lời. Thành ra là sư vẫn đề nghị là quý vị gửi câu hỏi ở đây. Trong cái bản trả lời câu hỏi thì nó vẫn sẽ tốt hơn, bởi vì như vậy sư sẽ trả lời một cách nó tương đối nó rõ ràng. Và có sự đầu tư. Chứ còn cái kiểu hỏi mà thuận tiện của quý vị đó thì sư sẽ cũng sẽ trả lời cho nó tiện thôi. Thì ráng chịu nha.